Có một câu chuyện kể rằng có một chàng trai tên là Y Thưa, sinh sống ở một vùng quê và có một cuộc sống rất là giản dị. Bữa sáng bắt đầu bằng một chiếc ổ bánh mì, xong sau đó là một bữa cơm thật no nê. Đắk Lắk Tây Nguyên nổi tiếng với những tiếng máy cày, máy nổ. Ấy cũng được gọi là nét đặc trưng của người dân nơi đây. Với chàng trai ấy thì con đường này đã vốn dĩ quen thuộc. Hai bên là vườn cao su rộng lớn, con đường tuyệt đẹp mang tên Quốc lộ 14. Xin được giới thiệu với mọi người ấy, trước mắt các bạn đó là người ta gọi đó là bánh phao mà nó không có giống như cái phao cứu hộ đâu các bạn nhé. Cái này người ta làm bằng sắt không à, cái này nó lặng, ôi rồi ôi luôn á, cái này là phải hai người bưng thì mới bưng nổi đó các bạn. Nói gì thì nói chứ đối với mình thì cái này thì cũng quen thuộc lắm rồi. Bưng thì không thành vấn đề. Ý mình đang nói là mình bưng không có nổi á. Thì bắt đầu công việc thôi. Cái bánh xe, đó các bạn để ý cái bánh xe không? Cái bánh xe cao su á, thì mình sẽ tháo ra xong rồi lắp cái bánh phao vô để mà đi cấy. Chúng mình cần cái bánh phao này á là do ruộng á có chỗ nó lún sâu, khi mà có cái bánh phao á sẽ giúp cái xe gọi là không có lún, nó vẫn lún á nhưng mà nó không có đáng kể, nó phao mà nó hơi hơi nổi lên một chút xíu các bạn. Mình tạm giải thích cho các bạn như vậy ha. Mình ít khi thấy ai mà lái xe cày lùi như vậy. Mình cũng thấy tò mò tại sao ông anh của mình lái xe lùi nữa chứ. Đây là công việc của mình. Mình cuốc mấy cái chỗ mà gần bờ á, chỗ mà xe cày nó không có cấy được á, ấy chỗ này là mình sẽ cuốc. Bữa trưa đến thật êm đềm, trực bụng thì đã đói thật cồn cào, những tiếng ve kêu lao xao các bạn nghe rõ không? Trước khi ăn thì cũng cần phải sạch sẽ. Tuy nhiên thì ở ruộng nó sẽ không được giống như ở nhà, sạch một chút thôi cũng được rồi, miễn sao ăn cơm ngon là được. Giờ này thì mình đi kiếm cơm, đói lắm rồi các bạn ạ. Rồi giờ thì ngồi xuống cái gốc râm này rồi thưởng thức thôi các bạn ơi. Cuộc sống không cần quá cầu kỳ, chỉ cần ăn no là được đó các bạn ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mà bé chú mà nghe đã nhọn hắn rồi không có bằng hắn về đủ mà thay cho bạn ngày đó hắn chỉ đó hắn chỉ đó một thằng ngồi trước cái đầu máy á đầu chín đi nghe tìm hơn thôi cái đầu máy mà cái con nó nâng xong lên á nó nâng cái phần phơi ở đây bạn lay cái lọ không chuẩn bị mẹ em làm thời họ bằng một rồi hồi nãy là ăn cơm một mình, giờ thì ăn cơm với mọi người. Bữa trưa thật là ngắn ngủi, công việc chưa xong thì phải tiếp tục thôi các bạn ơi. Nay là ông anh của mình á, cấy xong là gieo giống luôn. Người ta thường nói nông dân là phải lăm lem bùn đất. Cuối cùng thì công việc cũng đã xong rồi các bạn ơi. Giờ thì ta rửa cái chân, ta rửa cái tay rồi ta đi về thôi.